Chương 1 một, C1 một, Chương mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hi, xin chào các bạn độc giả yêu dấu Các bạn fan cũ đã follow lẫn người mới vào Đây là hố thứ 11 của mình Mình còn rất nhiều hố Bộ này sẽ phun khá sớm Vì mình đã triển khai toàn bộ cốt truyện rồi Mình rất thích vị diện vườn trường trò đùa dai của Dung Tự Nên dựa vào bộ đó và vài chi tiết của bộ ta có mỹ nhan thịnh thế để viết nên bộ này có nhiều tình tiết giống, cũng có tình tiết được thêm vào. Bởi vì bộ xuyên nhanh của dung tự rất hay nhưng cái kết người kết hôn, người chết, người nhớ mãi không quên lại khiến mình ám ảnh, mình muốn thay bọn họ vẽ lại một kết cục tốt đẹp hơn bởi lỗi lầm nào cũng đáng được tha thứ, hy vọng được các bạn ủng hộ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.